Vào khoảng 19 giờ 40 phút tối ngày hôm qua mùng 1 tháng 4, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại căn nhà gỗ nằm ven kênh Tàu Hủ trên đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn nhà khác khiến cho cả dãy nhà chìm trong biển lửa. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh điều động nhiều phương tiện chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy đã tiếp cận cả hai hướng từ kênh Tàu Hủ và trên đường bộ. Đến 21 giờ 50 phút, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều căn nhà, tài sản. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.